Công nghệ 3T tuần này có gì? Nên lựa chọn Realme Q3 hay iPhone 8 Plus? Điện thoại dưới 12 triệu hỗ trợ chụp hình đẹp, quay phim rõ nét, cấu hình ok. Điện thoại dưới 3 triệu, máy mới có thiết kế đẹp. Hello. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Và ngày hôm nay thì hai cái mỏ dí nhốt đang quay trở lại. Đó, cái mỏ nữa thấy không? Thấy không? Lâu ngày rồi mới quay trở lại. Nghe đồn là số trước là bảo là muốn cắt chức em là tại vì có trai đẹp Thanh Phong ngồi cái bên đúng không? Mỏ đâu em. Đấy, thấy chưa? Cái em mỏ biết luôn không? Mẹ, mọi người. Kiếp trước nhầm, số trước chị ngồi với trai đẹp Nguyễn Thanh Phong ấy, mà chị chỉ nhớ đến em thôi. Lòng chị sợ rực hướng về em. Vâng. Mong chờ có em xuất hiện ở đó để trái tim của chị thêm sự ấm áp và yêu thương. Vậy mà không có em, cái thằng kia nó bé và nó gầy đó em ạ. Chả có béo tốt như em thế nào. Các bạn ơi, các bạn thấy là cái mùi giả tạo nó nhiều chưa các bạn? Nói chung là tôi cũng quen rồi, quay chị Trinh quá trời số rồi, hai chị em đồng hành với nhau cũng quá lâu rồi. Nắm tay nhau thật chặt. Đúng rồi. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Không có gì xa lạ hết. Rồi và ngày hôm nay hai chị em tôi đã nắm tay nhau thật chặt để cùng nhau chọn lọc cho các bạn những câu hỏi cực kỳ hay. Và công nghệ 3T tuần này bọn mình sẽ tư vấn giải đáp cho các bạn nhé. Let's go! Câu hỏi đầu tiên, rồi bây giờ mời chị Trinh đọc câu hỏi nè. Câu hỏi này sẽ là một câu hỏi so sánh nha em. So sánh hả? So sánh. Chính là bạn có 5.3 triệu. 5.3 triệu? 5.3 triệu, đúng nha, 5.3 triệu. Đúng 5.3 triệu. Đúng 5.3 triệu thì bạn suy nghĩ là bây giờ nên mua Realme Q3 hay là mua chiếc iPhone 8 Plus? Realme Q3 là Realme Q3 hay đọc mẹ nó vậy đi, mệt ghê á, bạn đặt Q3 cái kiểu nữa. Q3. Đó vậy đi. Rồi Realme Q3 với lại con gì, iPhone 8 Plus hả? Nếu mà 5.3 triệu iPhone 8 Plus thì ở thời điểm hiện tại thì chỉ có mua máy cũ thôi, chứ không là mua máy mới được hết trơn á. Đúng rồi. Máy mới mà mua. Đúng rồi, chính xác luôn. Và con Realme Q3 thì nó vẫn là máy mới, tuy nhiên thì với con này các bạn lưu ý là nó không phải máy chính hãng tại thị trường Việt Nam cũng như là tại thế giới di động thì hoàn toàn không có bán ha. Nếu các bạn mua bên ngoài thì gặp mấy chỗ mà không an tâm tí xíu thì tụi mình không chịu trách nhiệm, nhưng mà mình vẫn tư vấn cho các bạn là giữa hai con này nên chọn con nào. Rồi, với cái phân khúc giá này, nếu mà về gọi là tâm lý người dùng và sử dụng á, muốn lâu dài tí xíu thì mình khuyên các bạn là chúng ta nên mua con Realme Q3. Tại sao nhỉ? Chị nghĩ là iPhone 8 Plus chắc. Đối với một số tín đồ gọi là iFan á thì là chắc chắn là vẫn sẽ thích mua iPhone 8 Plus, bởi vì các bạn nghĩ là iPhone 8 Plus là cũng sẽ rất là mượt mà, iPhone thì cũng sử dụng được lâu, rồi cầm cũng sang. Nhưng mà giống như Ngọc Hà đó, nó xài 7 Plus vẫn được mà. À, cái đó thì nó nghèo quá rồi mình không nói tới được chị. Cái đó là kinh phí nó còn nằm ở một tầm khác nữa rồi ha. Còn với con 8 Plus thì các bạn cầm mặc dù là cũng sang, bởi vì thiết kế của nó là kim loại và kính nè. Nhưng mà cái khung và cái kiểu máy của nó mà nếu là các bạn nó đã cũ rồi. Quá cũ rồi. Nó không có được bắt trend như bây giờ nữa. Mỗi Ngọc Hà thì mình mới dùng thôi. Trời ơi, con đó là nó xài là cái máy nó còn cũ hơn như vậy nữa. Em không, quay trở lại đi. Quay trở lại đi. Ngoài cái việc là cũ, nhưng mà tụi mình đã nói rất là nhiều vừa nãy giờ, và một cái minh chứng cụ thể là Ngọc Hà, thì bây giờ tụi mình sẽ chia sẻ tiếp về cái việc đó là về phần màn hình của hai cái chiếc máy này. Thì các bạn sẽ nhìn vào, các bạn thấy rằng là cái màn hình của con Realme Q3 nó sẽ không có màn hình 6.5 inch. Bên Lớn cạnh hơn. Đó là nó sẽ có một cái tần số quét cao 120Hz. Đúng rồi, iPhone 8 Plus làm gì có. Làm gì có. Mãi tới đời 13 Pro, 13 Pro Max mới có, thì làm sao iPhone 8 Plus rồi này nọ có được. Đặc biệt như là 7 Plus của Ngọc Hà đang dùng thì làm gì có. Chắc chắn đúng là chưa? Không thể có được đó. Một cái điểm nữa đó là về phần chất lượng hiển thị. Chất lượng hiển thị IPS LCD đều là tấm nền của cả hai chiếc máy này. Đúng. Tuy nhiên thì các bạn sẽ thấy rằng là đối với là iPhone nó nói chung cái... là cũng nãy giờ chê Ngọc Hà quá thì các bạn khen một chút nè, là nó có một cái phần hiển thị màu sắc rực rỡ hơn, sắc nét hơn. Đồng ý cái này. Tuy nhiên tại vì sao không? Cái thiết kế của màn hình nó quá cũ rồi. Trời ơi coi. Viền trên viền dưới quá dày. To luôn, quá đúng dày rồi. Luôn. Nó nói chung là nó hiển thị sắc nét hơn nhờ một cái, đó là tại vì cái màn hình của iPhone thì các bạn biết từ trước giờ nó có một cái công nghệ độc quyền của Apple, đó là Retina. Đó nên mình thấy là chúng ta có một cái khả năng hiển thị nó tốt hơn, nó rực rỡ hơn tí xíu. Con kia thì Android giá rẻ nữa thì cái nhưng màu mà, sắc của nó không bằng mấy lắm. Nhưng mà bởi vì 8 Plus quá cũ rồi cho nên là các bạn sẽ thấy là không có được update nhiều, và mình thấy rằng là cứ mỗi khi mà iPhone nó ra một cái dòng mới thì cái dòng cũ của nó lại bị bóp lại, bị cũ lại rồi. Cái 8 Plus là đã cũ rồi. Đúng, 7 Plus của Ngọc Hà nó cũ cỡ nào mà con bé nó vẫn xài được. Này. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Tội dữ hiền. Bởi vì chị thấy bạn trả lời tin nhắn không?
mà chứ nó đâu thấy chụp hình ảnh gì đâu. Cũng đâu bao giờ thấy nó chơi game nổi, lết gì nổi nữa. Rồi nếu mà nói tới cái việc còn là máy nó lết không nổi nữa thì đó, chúng ta cũng bắt cầu qua luôn về cái việc hiệu năng của máy. Thì với con Realme Q3 chúng ta sẽ được trang bị con chip là Snapdragon 750G và đặc biệt nhất là có được trang bị 5G. Tức là trong tầm một năm nay hoặc năm sau nữa là nếu mà Việt Nam phát triển về các cái tụ điểm 5G thì các bạn có thể sử dụng. Và thậm chí bây giờ nếu bạn nào mua con Realme Q3 mà các bạn ở mình ở ra phố một, đi bộ, mình ngồi quận 1 đó, các bạn ra phố đi bộ hoặc ở nhà đó, các bạn có 5G là các bạn cũng có thể xài được luôn. Còn iPhone 8 Plus thì cái hiệu năng của nó là con chip Apple A11 Bionic, rất là lâu, rất là cũ rồi. Mà nói tới 11 Bionic thì các bạn thấy không, nó đã không có còn là đủ sức mạnh để chúng ta có thể chiến game nữa. Nếu mà chiến trên 8 Plus đó, thì nó sẽ bị nóng máy, rồi hiệu suất bị giảm, nói chung là chơi game nó không còn ngon lành nữa đó. Và đặc biệt Ngọc Hà, trời, A10 Bionic nữa, còn cũ hơn nữa, trời ơi. Nói chung là về một cái minh chứng cụ thể, một cái người em mà mình thấy sử dụng kế bên mình đó là iPhone 7 Plus thì mình khuyên các bạn không có nên sử dụng iPhone 8 Plus. Thì 7 Plus với 8 Plus ở thì hiện tại coi như là quá cũ rồi. Đúng rồi, mà hồi nãy em đã nói rồi, hiệu năng khi mà các bạn chơi game này nọ rồi nó cũng sẽ bị ảnh hưởng tới một cái nữa, đó chính là thời lượng sử dụng. 8 Plus pin chỉ có hơn 2000 mAh thôi, trong khi đó con Realme Q3 tới tận 5000 mAh, chưa kể là có sạc nhanh 30W nữa. iPhone 8 Plus nói chung là thua đứt từ đầu tới cuối luôn. Chỉ được một cái là cái ngoại hình đó là iPhone thôi. Nên là trong video này tụi mình cũng muốn tư vấn và gửi đến các bạn, cầm trong tay 5.3 triệu thì bạn nên mua con Realme Q3 thì chúng ta sử dụng nó sẽ ok hơn. Và cũng nhắn gửi tới Ngọc Hà luôn, nếu em có coi được clip này thì em cũng nên vậy nha, em cầm trong tay 5.3 triệu thì em cũng nên mua con đó nha em. Còn không thì em có thể ra Thế Giới Di Động mua trả góp lãi suất 0% với iPhone 14 Pro Max hiện tại. Trời, xin được gửi lời đến bạn cũng như là Ngọc Hà. Câu hỏi số 2, sau khi mà chúng ta đã chì chiết một người đồng nghiệp không thương tiếc là chị đó. Thì bây giờ chúng ta đến một cái câu hỏi này, nó cũng không có liên quan tới đồng nghiệp đâu hơn đó. Bạn này có hỏi với em là: cho em hỏi trong tầm giá dưới 12 triệu tìm một chiếc điện thoại chụp hình đẹp, quay phim rõ nét, cấu hình ổn định, pin trâu, sạc nhanh, mong anh chị tư vấn, em cảm ơn rất nhiều ạ. Dưới 12 triệu. Dưới 12 triệu hả? Mà pin trâu. Pin trâu. Sạc nhanh. Đặc biệt nhất là cái camera phải chụp hình đẹp, rõ nét. Quay phim ok nữa nè, bạn yêu cầu quay phim nữa. Quay phim. Đúng. Là khả năng game phải tốt. Đúng, chính xác. Vậy thì ngoài em... iPhone ra còn một nhà lớn nữa. Còn một nhà lớn nữa. Đó là Samsung. Đó là Samsung, mà để coi con máy này. Ê, hôm qua chị mới livestream luôn. Livestream luôn, con gì vậy? Thì là chúng ta đang ở trong cái tuần lễ của Samsung, đặc biệt là từ ngày 8 cho tới ngày 14 tháng 12. Thì có rất là nhiều những cái sản phẩm của Samsung, đặc biệt là có một cái chiếc máy mà hôm qua chị rất là thích, tên là chiếc Galaxy A73 phiên bản là Awesome Edition, awesome, đúng không? Awesome. Đúng rồi, nghe tới chữ phiên bản là đã biết rồi, là cái phiên bản mà gọi là đặc biệt của Thế Giới Di Động. Đúng rồi. Thì các bạn sẽ thấy rằng là đối với là cái chiếc máy này và cái phiên bản này á, thì đầu tiên nói về những cái phụ kiện đi kèm so với lại những phiên bản thường. Thì nó có một hộp à. Chính xác. Bên trong điều đặc biệt nhất là nó có một cái củ sạc. Một củ sạc 25W. Một cái củ sạc 25W. Còn bình thường mua là chỉ có một cái hộp bóng liếc gì là không có cái gì là hết. Không có củ sạc. Đúng. Và nói chung quay trở lại cái nhu cầu của bạn là chụp ảnh, quay clip thì các bạn sẽ thấy là đối với là chiếc Samsung Galaxy A73 5G này thì chúng ta sẽ có một cái camera độ phân giải chính là lên tới 108 megapixel. Rất lớn. Và đối với lại cái chiếc máy này thì có rất là nhiều đầy đủ tính năng luôn. Ví dụ như là các bạn có single tap này, các bạn có chụp đêm, các bạn có chụp chân dung xóa phông. Ngoài ra thì đối với lại những cái chế độ chụp khi mà các bạn chụp xong thì các bạn có thể điều chỉnh được những chính cái xác hiệu ứng ở trên đó nữa. Đúng rồi. Rất là tiện lợi luôn á. Và chưa kể là bạn quan tâm về chế độ quay phim thì với con Galaxy A73 5G này á thì nó cũng có hỗ trợ tính năng chống rung OIS ở trên camera của nó luôn. Nên khi mà các bạn quay phim này nọ thì các bạn có thể bật tính năng này lên để giảm thiểu được cái tình trạng gọi là rung lắc ở trên máy. Và Samsung thì từ xưa tới bây giờ mang đến chúng ta được những cái chất lượng thu âm rất là tốt rồi. Và khi mà quay video ở trên con này thì cũng có thể bật được độ phân giải cao là lên tới 4K nữa. Nên chúng ta cũng có thể là gọi là có được cho mình những cái thước phim rất là sắc nét nè. Và thêm một cái nữa đó là bạn đang cần một cái hiệu năng ổn định thì với con này được trang bị con chip Snapdragon 778G 5G. Đã có test qua rất nhiều về game Liên Quân, game PUBG, bọn mình đã có test thật nói chung là đầy đủ hết rồi. Và các bạn có thể thấy được là FPS khi mà chơi những cái tựa game này hoàn toàn rất ổn định, mặc dù là bật cái mức độ hòa cao luôn. Nên là bạn quan tâm về hiệu năng camera thì gần như con này rất là best. Chưa kể em ấn tượng nhất như là cho nói dưới hiện tại giá hiện tại nha, khi mà tụi mình xem thì là nó đang dưới 12 triệu. Giá của nó là 12 triệu mấy đúng không? Nhưng mà đây được giảm giá.
chị nhớ là hôm qua chị livestream mà giảm tới 1,000,000 lận đó, đặc biệt 1,8, 1,8 vậy đó, em không nhớ nữa. Đặc biệt là trong cái đợt từ ngày 8 tới ngày 14 thì các bạn sẽ được giảm sâu thêm 300,000 nữa. Cho nên là các bạn nếu mà muốn mua thì mình nhớ mua trong cái giai đoạn này để mà mình có thể sở hữu được cái mức khuyến mãi nó gọi là hơn nhất. Đúng rồi, với lại là cái bộ quà thì nó cũng gọi, em thấy là trên Thế Giới Di Động cũng có ghi là nó cũng có giới hạn á, thì nếu các bạn mua thì chúng ta sẽ có được cái bộ quà đó. Nhưng mà có một cái các bạn cũng có thể yên tâm, đó là nếu như lỡ quà đã có hết thì cũng có một cái nữa cho các bạn rất là hấp dẫn. Đây mình đọc luôn, đó là sạc 25W Galaxy A73 đặc biệt, nếu lỡ có hết nha, các bạn sẽ được hoàn tiền 400,000. Wow, rồi nếu mà hết cái bộ quà, hết củ sạc rồi thì các bạn sẽ được hoàn tiền 400,000. Đúng rồi, còn ốp lưng, nếu mà hết ốp lưng các bạn được hoàn thêm 300,000 nữa. Sương sương, nếu mà hai cái đó mà hết thì các bạn có thể giảm thêm 700,000 nữa. Bạn nào mà kiểu không có thích cái bộ quà lắm thì các bạn sẽ cầu mong cho nó để có người là các bạn lấy tiền thôi. Nhưng mà em thấy nha, cái cục sạc đó bây giờ nếu mà bạn mà kiểu như đang sử dụng những sạc thường không có sạc mà giờ bạn mua cái cục đó có luôn cục sạc nữa thì nó quá ngon. 25W chính hãng, sạc ngon, sạc riêng của Samsung, mua ở bên ngoài cũng tới mấy trăm ngàn cũng đâu có gì đâu. Ok, thôi nói chung đây là một cái chiếc máy mà chúng nghĩ là rất là phù hợp dành cho những cái nhu cầu mà các bạn vừa mới kể ra ở đây. Đúng rồi. Với lại cái nhu cầu đó chính là phải dưới 12 triệu. Nhất là phải mua ở thời điểm hiện tại mình đang khuyến mãi Samsung rồi nha các bạn. Ví dụ như mà tháng sau mới bà quay trở lại với bà không mua có đâu. Là 12 triệu mấy rồi, ráng chịu. Không chịu đâu nha. Đúng rồi, nên là phải tranh thủ luôn. Let's go qua câu hỏi tiếp theo. Rồi xong chưa? Chưa mày. Hết, trời đồ. Các bà hơi mệt rồi đó, hơi quằn rồi đó nha. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này mình tươi trẻ lên nè. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi liên quan tới một cái sản phẩm mà từ để đọc chứ quên câu hỏi. Hay là dễ lắm mình. Có 3 triệu thì máy nào thiết kế đẹp, kinh phí hơi ít nhưng mà mong anh chị thông cảm là bạn không phải có 3 triệu nhưng mà dưới 3 triệu luôn. Dưới 3 triệu dưới luôn 3 hả? Thôi bạn sợ mình nói bạn là xin thêm á nên bạn nói thẳng luôn là bạn mong anh chị thông cảm. Ok, vậy là mình không thêm được. Không thêm được. Không thêm hả? Không thêm được nha. Mà bây giờ bạn yêu cầu là máy mới có thiết kế đẹp hả ta? Dưới 3 triệu hơi khó nha. Máy mới mà thường không, Xiaomi thì thiết kế cũng không đẹp lắm. Ê, biết rồi. Ê bà, biết mới nha. Mới nhận luôn, mới nhận hôm luôn. Hôm qua thằng bé gầy gầy trong tim mình mà xấu xấu cầm điện thoại á. Xấu? Thằng bé đó không xấu. Không đổi chị mới khen đẹp mà, sao con người chị không có chính kiến gì hết trơn vậy? Chị còn đòi bỏ em là đi theo trai đẹp mà. Chị nhớ lại đi. Em thấy chị dạo này là chị hơi không hơi... em, bữa đó nó sửa voi chị đó. Chị mới bị Covid tập 3 hả? Không có đâu, em nhưng mà nói chung là quay trở lại thì thằng bé hôm qua nó xấu mà nó cầm thẻ đẹp em. Làm chị tập trung cho nó liền. Ok, chắc các bạn cũng biết ai rồi ha. Thì đó là con Vivo Y02, một con máy vừa mới ra của nhà Vivo luôn. Thiết kế của con này phải nói nhất đi nè, đẹp cực kỳ, đặc biệt là cái màu xanh của nó. Nhưng cái đất thì có thâm rồi, kỳ quá. Đẹp lắm nha mọi người. Thiết kế của nó là vuông vức trendy nè, đặc biệt là cái màu sắc của nó. Và cái mặt lưng của nó thì cũng được làm nhám nữa. Bớt quan đi mẹ, đang quay cứ quan quan. Đúng rồi, camera của nó đẹp nha. Camera đẹp nha. Camera được làm kiểu tròn, mặc dù là chỉ có một cam thôi nhưng mà nó giữ thiết kế của nó rất là nổi bật. Đúng rồi. Bình thường chị bây giờ mà thèm để tâm để mắt tới cái thằng bé đâu em. Đúng nhưng mà nó cầm điện thoại đó chị mới quay qua chị nhìn nó, chị hỏi chị mượn cầm chút xíu. Thằng bé đó là không có cái cửa để chơi với chị. Em thấy mấy anh chị ngành hàng Vivo mà coi được clip này chắc anh mấy anh chị nó cũng vui lắm. Cho cái điện thoại đó rực rực sáng rực. Thằng bé là u tối lắm, cầm điện thoại lên sáng rực luôn. Trời ơi, vậy là các tính tỏ là bạn nào chúng ta đang có một cuộc đời tăm tối thì các bạn có thể mua con này. Rồi quay trở lại vấn đề chính thì đó là con máy cũng có mức giá dưới 3 triệu. Mà có sạc 10 quá nè. Sạc 10 quá là sạc thường, nó không có ấy ấy gì em kể ra cho mọi người biết là nó có sạc 10 quá. Mấy cái đó mình cũng thông cảm, bây giờ nó rẻ quá mà. Thì mình thông cảm cho bạn thì bạn cũng phải thông cảm cho mình. Đúng chứ. Đúng rồi, bạn cũng phải thông cảm bây giờ chứ. Dưới 3 triệu máy mới mà con này thiết được đầu tư thiết kế đẹp nè, hiệu năng thì cũng không phải gọi là ba con chip tàu mà Unisoc này nọ, mà hiệu năng của nó được trang bị con chip là Helio B22, là một cái dòng chip giá rẻ phổ thông phù hợp cho những cái tác vụ văn phòng bình thường. Chắc chắn là các bạn chơi game này nọ thì chắc chắn là nó không thể đáp ứng nổi về những cái mức G Mobile liên quân này nọ rồi. Chơi vẫn được mà cấu hình nó sẽ khá là thấp luôn. Thôi thì mình thông cảm cho nhau. Chơi chẳng hạn như là chơi gì tiệm lẩu trên đường hạnh phúc gì đó đó thì nó cũng ok ha. Rồi ngoài ra đó thì các bạn sẽ được trang bị một cái màn hình khá là lớn ở phân khúc giá này, chỉ rằng khoảng chưa tới 3 triệu mà là hơn 6 inch, 6.51 hay sao đó, cũng biết rất là lớn. Thì nói không biết thì mời không... các bạn lên trang web mà coi. Biết thì nói, không nhớ thì mở trang web ra coi. 6.51 inch, đúng rồi. Thiệt dài. Thôi tóm gọn là dưới 3 triệu thì cái con máy này quá thiệt dài. Đúng, chỉ có một cái điểm
em cảm thấy khá là ưng ý đó là nó được trang bị tấm nền ABS LCD. Thường giá mà quá rẻ thì các hãng luôn lựa chọn tấm này là TFT. Cái chất lượng hiển thị của nó không có được tốt, màu sắc thì khá là nhợt nhạt, nhưng mà ABS LCD thì ưng ý rồi. RAM thì cũng chỉ là 2GB, 132GB hơi ít, nhưng mà giá này cũng không đòi hỏi hơn. Mà máy vẫn có hỗ trợ mở rộng thị nhớ ngoài nên các bạn có thể sử dụng thêm thị nhớ ngoài nha. Okay. Tóm còn lại thì tầm khoảng dưới 3 triệu thì con này quá ok. Pin 5000mAh. Chính xác là 2.790.000 đồng. Rất là còn dư 200.000 đồng để đi uống trà sữa đó mọi người. Dư 200 phải không? Đúng rồi, 201 các bạn. 201. Đúng rồi. Ok, vậy thì là ngày hôm nay là mình đã cùng nhau trải qua ba câu hỏi cùng với lại Khang Mon, rất là vui luôn á. Bởi vì lần trước chị ngồi với Thanh Phong á, chị mong chờ mãi mới được ngồi với lại Khang Mon. Em thấy chừng người sao, con người chị sống giả tạo mà chị sống được tới giờ phút này cũng hay ghê. Đúng rồi, em đối với chị á, em mãi là một cái hình tượng lý tưởng trong lòng chị. Bớt lại cái em cảm ơn chị nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết Công Nghệ BT tuần này. Nhớ để lại những câu hỏi của các bạn để số tuần sau chị em tôi có thể trả lời và tư vấn cho các bạn nha. Còn bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video Công Nghệ BT. Đừng quên cho mình một like cũng như nhấn nút đăng ký kênh của Thế Giới Đọc. Bye bye. Bye bye.